Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thế Thắng, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu các bạn 4 mẫu đồng hồ hàng chính hãng với thương hiệu là Rithim, một thương hiệu hàng chính hãng của Nhật Bản, rất là sang và đẳng cấp. Với thiết kế mang phong cách của dòng doanh nhân, thể hiện lịch thứ và ngày ở góc 3 giờ, rất là tuyệt vời. Toàn bộ tất cả các sản phẩm đều là kính sapphire chống xước và chống nước, các bạn có thể tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái. Tôi sẽ giới thiệu từng mẫu một nha. Đây nó thực chất là nó một mẫu nhưng mà nó sẽ có các cái phiên bản. Đây là phiên bản đầu tiên, phiên bản vỏ và dây mạ PVD vàng, màu vàng 18K, màu vàng sáng. Mặt trắng thể hiện lịch thứ và ngày ở góc 3 giờ. Ở trên núm thì có logo của hãng. Khóa thì dạng khóa cánh bướm, chỉ cần bấm vào đây cái là mở ra. Thông số của nó thì cả 4 mẫu này sẽ giống như nhau. Japan Sapphire này PE1607S chống nước là 3 ATM, vỏ và dây bằng inox, ok chưa? Rất là tuyệt vời. Tôi sẽ đeo thử lên trên tay để các bạn cảm nhận được khi lên tay nó sẽ tuyệt vời như nào nhé. Ok, rất là ôm tay. Với một chiếc đồng hồ hàng chính hãng trên tay, siêu bền, cam kết là siêu bền. Thiết kế size mặt của nó là size 38 mm, rất là dễ đeo. Ok. Sau đây là đến cái phiên bản mạ dummy. Đây là mạ vàng một phần thì tôi gọi là dummy, cũng có mặt trắng. Ok chưa? Cũng như vậy luôn. Thông số máy thì cũng vậy luôn, PE1607S ấy. Ok chưa? Giống như nhau. Đây là bốn phiên bản khác nhau của cùng một mã. Rất là tuyệt vời. Ok. Rất là dễ đeo đúng không nào? Ôm và sáng. Sang và sáng luôn. Siêu bền. Các bạn đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái. Hàng chính hãng thì xài thoải mái luôn, không bao giờ bị lăn tăn. Tiếp theo nó là phiên bản của này là phiên bản lắp dây da mặt đen, cũng thiết kế size là 38 mm, kính sapphire, thông số của nó thì cũng là PE1607L. L thì đây nó là dây da. Ok chưa nào? Với dây da thì đeo rất là ôm, ống khít luôn, sang, tuyệt vời. Phiên bản kế tiếp của nó thì là phiên bản mặt trắng nhưng mà vỏ mạ PVD màu vàng đồng, mã số như vậy luôn. Ok, rất tuyệt vời đúng không nào? Một bộ sản phẩm của nó thì bao gồm có hộp hãng, sổ bảo hành quốc tế và tất nhiên là đồng hồ. Mình ở Hà Nội, đối với những bạn ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng của bên mình để xem và lấy sản phẩm. Còn đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao đến tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem, đúng mẫu với lấy thanh toán tiền. Số của mình đó là 0912681586. Đừng quên theo dõi mình để xem những mẫu đồng hồ tuyệt vời ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quyết thắng.